Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Mùi tháng 2 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng con giáp trong tháng 2 âm lịch. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình được tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi, sự nhiệt tình và đầy nhiệt huyết của bạn được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, điều mà bản mệnh đáng lưu ý đó là phải biết phân bổ nguồn lực hợp lý. Thiên ấn sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong các công việc đòi hỏi tinh thần đội nhóm. Bạn mạnh dạn thể hiện bản thân là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Tuy nhiên, cũng đừng vì cố gắng muốn thể hiện bản thân mà ôm đồm luôn cả nhiệm vụ của người khác bạn nhé. Bạn đừng xem thường năng lực của những người xung quanh mình, có thể khi mới tiếp nhận nhiệm vụ họ cảm thấy lúng túng nhưng khi thành thạo có thể họ sẽ vượt xa bạn đấy. Ngoài ra, khi giao cho ai nhiệm vụ gì thì bạn nhớ tin tưởng và khuyến khích họ, từ đó thì vai trò lãnh đạo của bạn mới trở nên nổi bật hơn. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi 2021, về mặt tài chính của con giáp tuổi Mùi trong tháng 2 này khá ổn định, bạn đủ năng lực để kiểm soát tình hình cho dù có rất nhiều khoản phải chi tiêu trong tháng đầu năm mới này. Không những thế, nhờ có tầm nhìn xa, hứa hẹn bạn sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho bản thân cũng như công ty. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình. Có vẻ như càng mệt mỏi, căng thẳng với công việc thì có chút thời gian rỗi bạn có xu hướng mua sắm nhiều như là cách thỏa mãn sở thích giải tỏa căng thẳng. Do đó, bạn cũng nên tiết chế chi tiêu và hạn chế xài tiền vào những nhu cầu xa xỉ không cần thiết. Ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng 2 âm lịch nhắc nhở bản mệnh đừng quá tham lam, liều lĩnh, nhất là khi lúc có nhiều nguồn thu đang đổ về lại tưởng rằng vận mình đang lên và đổ hết vào để tái đầu tư. Nhất định không được tất tay, nếu không bạn dễ phạm sai lầm khiến bản thân phải hối hận đấy. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch tam hợp nâng đỡ để vận trình tình duyên của bản mệnh có cơ hội được thăng hoa. Người độc thân có đào hoa nở rộ mang tới nhiều nhân duyên tốt đẹp nhưng bên cạnh có những người được xem là phiền phức, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn. Vì thế, bản mệnh phải khéo léo từ chối nếu không muốn nhận thêm rắc rối về mình. Những cặp đôi bên nhau một thời gian sẽ xem sự hiện diện của đối phương như một lẽ đương nhiên. Có thể bạn sẽ ít quan tâm người ấy hơn một chút, ít trò chuyện cùng nhau hơn một chút, ít thể hiện tình cảm hơn một chút. Chính những điều nhỏ bé này là nguyên nhân dẫn đến sự phai nhạt trong mối quan hệ của bạn. Ngay lúc này, bạn có thể hâm nóng tình yêu bằng việc có thể tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà không vì dịp gì cả. Chút niềm vui bất ngờ nho nhỏ ấy sẽ làm tăng thêm hương vị nồng nàn cho tình yêu của bạn đấy. Cửu tử bay về phương Bắc dự báo có nhiều tin vui, có thể có song hỷ lâm môn, nên tranh thủ chuẩn bị cho việc cưới xin, sinh nở trong thời gian này đi bạn nhé. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Thời điểm tháng 2 năm 2021 âm lịch này, dương khí mạnh, dễ làm tổn thương tỵ vị, đường tiêu hóa, do đó, con giáp tuổi Mùi nên để ý hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Cố gắng ăn và ngủ điều độ để hạn chế tối thiểu những tác nhân xấu khiến bạn dễ đổ bệnh. Nếu có kế hoạch học một môn gì đó thì nên tiến hành vì chúng rất tốt cho tinh thần của bạn đấy. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sống mỗi một lần, nên hãy cứ thỏa thích làm những việc mình muốn. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui cuộc sống qua những việc bản thân cảm thấy hứng thú như tham gia lớp yoga, khiêu vũ hoặc thiền. Có điềm báo gây họa, do đó, khi điều khiển giao thông, bản mệnh phải tập trung kẻo dễ gây ra tai nạn. Hãy cố gắng từ chối những lời mời rượu bia hoặc nếu phải uống thì gọi taxi di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân và các thành viên khác đi cùng bạn nhé.
Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi. 1. Ất mùi, kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, sự kiên nhẫn của bạn rất đáng giá trong thời điểm này. Quý nhân, mão tí. Tiểu nhân, tỵ, hợi. Màu sắc may mắn, xanh, trắng. 2. Đinh mùi, thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, đừng quá nhạy cảm với lời nhận xét của người ta, họ nói xong rồi quên thôi mà. Quý nhân, sửu, mão. Tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. 3. Kỷ mùi, hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, hãy tôn trọng tín ngưỡng của người khác nếu không sẽ xảy ra xung đột. Quý nhân, ngọ tỵ. Tiểu nhân, thìn tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xám. 4. Tân mùi, thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tìm cách cải thiện bữa ăn hàng ngày bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Quý nhân, tỵ, mão. Tiểu nhân, hợi, mùi. Màu sắc may mắn, tím, vàng. 5. Quý mùi, mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, hãy thể hiện sự quan tâm thật lòng của mình đối với người ấy. Quý nhân, sửu, ngọ. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.